Chúng ta có mặt ở đây để ôn lại một số những điều hát câu ca mượt mà trầm ổn của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Hoàng Trọng là một trong những nhạc sĩ tiền phong trong phong trào tâm nhạc Việt Nam. Trong thời đó người ta thường gọi là nhạc cải cách. Nhạc cải cách là một trong ba cái thứ âm nhạc thuộc phong cải ở Việt Nam. Trước đó chúng ta có cải lương là để phân biệt nó với lại hát tuồng hoặc là hát bộc, và cải cách là để làm tốt cái tâm nhạc, là để phân biệt nó đối với lại nền nhạc cổ truyền Việt Nam. Và thứ ba nữa là sau 54 ở miền Bắc có một cái phong trào gọi là nhạc cải biên. Và cải biên là một hình thức mà sáng chế lại những cái điệu hát cổ truyền và dân gian để cho nó xuôi tai hơn đối với cái lỗ tai của thế hệ sau này. Đó là ba điều. Và còn sắp tới thì chắc chúng ta phải chờ khoảng độ 15-20 năm chúng ta sẽ có một phong cảnh khác xuất hiện. Là một trong những nhạc sĩ tiền phong như là cùng thế hệ với lại của Thẩm Oánh, Đặng Thế Phong, Dương Thủy Tước. Người Pháp khi mà họ đến Việt Nam thì trước hết là họ đem súng ống và đạn dược. Nhưng mà khi mà gia đình của họ bắt đầu đến định cư tại Indochina thì là họ lại đem theo những thứ khác, chẳng hạn như bánh mì ba lẹ. Ba lẹ là từ cái chữ ba lê là Paris party. Và đồng thời họ cũng đem theo những cái sinh hoạt của xã hội họ, giống như là thể dục thể thao, chơi tennis, nhảy đầm. Và thanh niên ở ngoài Bắc lúc đó là rất là exciting. Với những cái nếp sống mới như vậy, và họ nghe Tino Rossi hàng ngày. Nó có hội là hội ái Tino Rossi, tức là Tino Rossi fan club. Thì Hoàng Trọng cũng là một trong những nhạc sĩ thời đó đã được tiếp xúc với lại âm nhạc mới của các French chanson, thời đó người ta gọi là như vậy, những bài như Edith Piaf. Và nhạc của những nhạc sĩ thời đó thường thường cho thấy một cái sự họ rất là thích những cái điệu nhạc như là tango, valse là hai cái điệu mà thời đó cũng rất là phổ biến ở Pháp. Và đồng thời cũng có những cái điệu của Nam Latin American như là paso doble hoặc là rumba, bolero. Thì Hoàng Trọng là một trong những người ông đã sáng tác tất cả các điệu mà chúng ta có thể nghe được thời đó. Tuy nhiên, một điều mà làm cho nhạc Hoàng Trọng khác hẳn những một số nhạc sĩ thời đó đầu tiên là ở cái sự hài hòa và dễ chịu. Ở nhạc của Hoàng Trọng không có bao giờ có những cái gọi là gay gắt, gọi là dứt không ra, khóc gọi là không ngừng, hoặc là buồn thê thảm, bi lụy. Không có bao giờ có cái, mặc dù cái lời ca là diễn tả những cái tình cảm rất là đau đớn, nhưng mà nhạc không bao giờ có cái yếu tố đó. Lý do tại sao thì đây là một cái quyển sách mà Hoàng Trọng làm trước khi ông rời Việt Nam qua định cư tại Mỹ. Ông đã ghi lại một số những cái bài hát của ông chính công sáng tác. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái trang đầu tiên là Hoàng Trọng viết một cái câu mà ông đã dùng nó để làm một cái gọi là cái niềm tin trong cái sáng tác âm nhạc của ông. Thì tôi xin phép được đọc những gì Hoàng Trọng viết đây. Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để bày tỏ tư tưởng, là nghệ thuật hòa hợp âm thanh một cách xuôi tai để diễn tả tình cảm. Ở đây thì chúng ta lưu ý cái hai cái chữ này, hòa hợp và xuôi tai. Đó là chính vì cái điều đó mà nhạc của Hoàng Trọng không bao giờ để lại những cái ấn tượng thật là khó chịu. Nghe xong mặc dù bài buồn nhưng mà người ta vẫn cảm thấy rất là dễ chịu. Thì tôi xin phép quý vị khán giả, tôi có vài lời bằng tiếng Anh cho một số bạn bè Mỹ ở đây. Hoàng Trọng bị lo. Và thật sự những ba nhạc này thì sinh hoạt ở được địa phương hoàn toàn. Đến năm 16 tuổi, đây là năm đánh dấu đầu đời của Hoàng Trọng. Ông đã sáng tác nhạc phẩm đầu tiên
tựa đề là Đêm Trăng. Đến năm 18 tuổi thì ông tiếp tục trao dồi âm nhạc qua sách vở, và đặc biệt Hoàng Trọng đã được hàm thụ từ một trường ở bên Paris. Năm 23 tuổi, Hoàng Trọng đã mở một phòng trà tên là Thiên Thai, và dĩ nhiên là ông có một anh chàng ở Thiên Thai để phục vụ phòng trà. Đến năm 28 tuổi thì theo tình hình của đất nước, Hoàng Trọng phải gia nhập vào quân đội, và vì có thiếu về âm nhạc cho nên Hoàng Trọng đã được gia nhập vào ban quân nhạc Bảo Chính Đoàn. Bảo Chính Đoàn là một binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia, và đặc biệt là ban quân nhạc Bảo Chính Đoàn này trình diễn cho dân chúng trên không mất điểm ở tại những công viên và mỗi tuần ở bên ở Hà Nội. Và thưa quý vị, năm 32 tuổi là năm 1954, Hiệp định Geneva để chia đôi đất nước, Hoàng Trọng và ba người con đã cùng di cư với 1 triệu người vào miền Nam. Đến đây thì đời sống của đồng chí Hoàng Trọng đã bắt đầu thay đổi, là khúc quanh của một cảnh. Nhưng sau khi vào Nam thì Hoàng Trọng với niềm về âm nhạc sẵn có, ông vẫn tiếp tục sáng tác những nhạc phẩm. Và đặc biệt năm 45 tuổi thì ông đã thành lập ban đại hội xưa tin tờ đồng. Ở đây chắc tất cả các quý vị có tuổi cũng đã nghe tin tờ đồng. Ban tin tờ đồng này đã được trình diễn tại diễn đàn phát thanh Sài Gòn và quân đội, và cũng như trên đài truyền hình bằng tần số chính thời đấy. Thưa quý vị, đến năm 56 tuổi, đúng 40 năm sau bài sáng tác đầu tiên Đêm Trăng, thì Hoàng Trọng sáng tác một tác phẩm tình yêu rất là chưa tình, tác phẩm cuối cùng về tình yêu của đàn ông, có tên Ở Chiều Rơi Đó Em. Tác phẩm này ông tặng riêng cho nghệ sĩ Thu Tâm, là người bạn đời của ông. Và thưa quý vị, đến năm 70 tuổi thì nhạc sĩ Hoàng Trọng đã chuyển định cư sang Hoa Kỳ theo diện toàn cầu. Và 6 năm sau thì nhạc sĩ Hoàng Trọng qua đời vì bệnh tim. Có một điểm đặc biệt là trước ngày còn phải làm nhạc sĩ Hoàng Trọng qua đời khoảng 1 tuần thì ông đã xin phép nhà thơ cho ông ra ngoài để ông tiếp tục cái văn nghệ sắc khó của ông cho tới ngày cuối cùng. Và ông đã điều khiển một cái trận nhà giao được khí tơ đầu thì sẽ cho những năm âm nhạc của ông. Thưa quý vị, cuộc đời của Hoàng Trọng đã trở thành một tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam, và tên tuổi Hoàng Trọng sẽ được ghi mãi. Today's music tribute is dedicated to the life's work of Hoàng Trọng. This booklet is Hadika, and I am Hoàng Di, his granddaughter. Together, we will take you on a journey through the life of the songwriter, the musical director, and the band. Hoàng Trọng is a man of few words, often emotionally isolated from his own pursuits. Music was his art form to express exuberance, sadness, longing, and the nuances of the emotions that he was unable to express any other way. Hoàng Trọng was taught the mandolin by his older brother at the age of 11, and by the teenage years, they created the band with friends. At 18, he began teaching music lessons, most notably taught a French pianist, who over the years provided him instruments and French books about orchestration, music theory, and composition. Although he had some training in his teenage years, and
side of teaching and parents, Quan Trọng was mainly a self-taught teacher. Later in life, when cinematic music was in style, he would also self-study by going to the movies and observe how music interplayed with moving images. In the 1960s and his 40s, Quan Trọng expanded his audience to radio and television programs. Featuring his renowned band, Thinh Phat Âm, is a group of 40 musicians and singers performing weekly live on the air. It is known that Quan Trọng firm and diligent to his craft. It was difficult, he was difficult to work with, but stickler for what he had in mind, having high expectations of singers and required hours of meticulous practice. There was an ongoing friendly competition amongst the singers to see who can soften him up and make his style. In this afternoon's concert, we won't be able to share with you all the richness of his contributions in music production. However, we hope to convey Quan Trọng's ability to bring people together through his musical creativity and his feelings about life through the poetic expression of music. We begin with Quan Trọng's beloved song, Ngàn Thu Áo Tím, in the contemporary arrangement by Lin Chen. We present Hà Tu as the vocal soloist, Naomi Lin on harp, and Thu Tam, Quan Trọng's wife, as the accompanying voice. Cảm ơn Hồng Vinh. Thưa quý vị, thay mặt cho toàn thể anh chị em nghệ sĩ thực hiện chương trình, gia đình Quan Trọng và thân thương, xin gửi lời chúc đến quý vị một sức khỏe và một buổi chiều thật thức nhạc thật vui và đầy thú vị. Và để mở đầu chương trình tôi chưa nhạc hoạt động hôm nay, xin tôi xin thưa quý vị nhạc hoạt đầu tiên năm 1962, trong thời gian làm việc ở Đài Phát thanh Sài Gòn, Quan Trọng có một người bạn tên là Vinh Phúc. Cô là một bác sĩ với nhiều sáng kiến đã được Quan Trọng nhờ viết lời ca cho nhiều bài hát của ông. Hôm đó vào một buổi chiều, cô bạn Vinh Phúc đã mang đến cho ông một bức tâm sự cố tình của một người bạn đối tiên. Đọc xong thư, Quan Trọng cảm nhận được một tình yêu xa xăm nào đó, chứa thật nhiều nhớ nhung, ảo tưởng của người con gái. Cái màu tím mà em thiết tha say đắm ấy chắc chắn sẽ làm con tim em nát tan vì người đi xa. Bao nhiêu màu đẹp với anh chỉ là những lời nói và để lại cho em một nỗi nhớ đau thương biết bao giờ với nhau. Chúng tôi xin được mở đầu chương trình chiều nhạc Quan Trọng với ca khúc nổi tiếng Ngàn Thu Áo Tím. Và còn này quý vị sẽ được thưởng qua hai giọng ca của Hà Cẩm Tú và Thu Tâm.
miền Cửu Long với hương lúa ngọt ngào, sông nước đổ ra biển Thái Bình. Con sông Hồng Hà lừng danh chiến tích, dãy Trường Sơn sừng sững ngoài hồ, nước ngọt đầu đai thơm mùi lúa chín. Tất cả đã mãi mãi là những dấu vết đậm nét trong tâm tưởng của người Việt Nam chúng ta ngày nay. Với lịch sử 1000 năm luôn nô lệ Trung Hoa, 100 năm dưới ách cai trị của người Pháp, nước Việt Nam đã trải qua bao biến cố. Với những dấu son chiến thắng ngoại xâm, những tên tuổi anh hùng mãi mãi lưu danh hậu thế. Nhưng từ con cháu mang dòng giống tên dòng nối nghiệp tiền nhân dựng nước và giữ nước, năm 1954, vì chiến tranh ý thức hệ, đất nước đã bị chia đôi Nam Bắc, một bất hạnh cho dân tộc. Hoàng Trọng đã mượn lời của Hồ Đình Vương, Hồ Đình Vương để ngậm ngùi đau xót diễn tả: anh với tôi còn sống bên bờ đại dương, tôi với em còn thẳng trong lòng miền Trung. Divided Vietnam into North and South Vietnam. Then moved that year, written in 1956, with lyrics by Ho Dinh Phuong. Biệt nỗi buồn về tình yêu được viết rất nhiều trong ca nhạc
hay cho những lời tâm sự của chính tác giả. Tất cả mọi người trong chúng ta, ai ai cũng đều mang những kỷ niệm muôn đời khó quên. Nhưng chắc chắn hình ảnh đậm đà nhất, thiết tha nhất, chiều mến nhất là những hình ảnh tình yêu gian dở, không thành như ước nguyện. Năm 1954, Hiệp định Geneva phân chia Nam Bắc tại tứ tuyến 17. Sau khi di cư vào Nam tìm tự do, nhạc sĩ Hoàng Trọng đã xúc động viết lên nỗi buồn chia ly với người em gái. Dĩ vãng giờ đã xa rồi, tình yêu qua như giấc mơ thôi. Nắng chiều thoáng phai rồi, hoàng hôn hơi thương nhớ xa xôi, nhớ mãi nhớ muôn đời. Một chiều em khóc trong hồn tôi, vô thiết lại những câu thề. Gió buồn không nữa gió ơi.
Đừng tha nỗi đường xa, đây tin thắm câu hò đang
Oh,
trong gia đình của nghệ sĩ Thu Tâm. Và chúng tôi hoàn toàn không kêu bất cứ một ca sĩ nào ngoài gia đình của Hoàng Trọng. Hôm nay quý vị được thưởng thức những tài nhạc của các nhạc sĩ, và quý vị sẽ không bao giờ tìm được một cái ban nhạc thứ hai trong tương lai, và ban nhạc chỉ đánh cho nhạc sĩ Hoàng Trọng ngày hôm nay mà thôi. Để giới thiệu chương trình, để giới thiệu ban nhạc, trước hết chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Clef Owen, double bass, mời đứng dậy. Hoàng Kim Mi, flute. Lê Chính, violin. Nguyễn Đức Thịnh, guitar. Nguyễn Vũ, keyboard. Ngô Brian, trumpet. Trần Duy, keyboard. Và cuối cùng là Vũ Trụ, violin. Thưa quý vị, ban nhạc này vô giá, không bao giờ quý vị có thể mướn được ban nhạc như ngày hôm nay. Và ban nhạc này cũng không đánh cho ai cả, chỉ đánh cho ngày hôm nay mà thôi. Quá đặc biệt. Xuân Tân. Thank you.
Ôi em yêu
đời buồn đã cho anh duyên mộng. Chiều rơi đó em trên đời anh hoang hốt rồi. Chiều rơi đó em trên đời anh thêm ngập ngùi. Thà để anh rơi trời xưa lòng thầm mơ bóng người thương, nhìn chiều xuống cúi đầu lặng lẽ buồn. Chúng ta hãy non sắc
mặt trăng cùng muôn muôn triệu triệu. Vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó, vẫn còn đó. Nhưng anh bây giờ anh ở đâu? Con nén hương vẫn gọi tên anh trong mưa dầm. Tên anh nghe như tiếng thơ dài của lâu đời mẹ. Giờ tháng ba bên anh lớn trong tiếng sấm đổ mưa. Nghe như tiếng cầm vẫn nổ đến từ cuối trời. Đã để lại cây đơn gió bên bờ lâu dài này. Anh là ai? Anh là ai? Chiều nay gió hét khiến lòng bâng khuâng mang.
caused many people to think. And it's quite an honor to have so many people to think, because it means that there's been a lot of helping hands, a lot of collaborative work, and a lot of parts that have gone into making this program possible. So first and foremost, I'd like to thank the Seven Troops Library for hosting our event in this whole space. In particular, I'd like to thank Ms. Hong Nguyen, our liaison, for our guidance. Secondly, and very importantly, I'd like to thank the Pacific Music Association, in particular my aunt and uncle, Ms. Emin and Mr. Lei Jun. They have provided invaluable guidance in content, music, everything, logistics, and even emotional cheerleading. And this program would not be, this program is this special because of them and their presence and their support. And then collectively, I'd like to thank all the singers from near and far, the MCs, the behind-the-scenes helpers, the music arrangers, and the musicians. You all make this event alive. And in particular, I also like to thank Mr. Pitney for keeping us the ensemble calm and collected, and all his hours helping me with organizing the music. And lastly, I'd like to thank a number of very generous individuals who have made donations or gifts. It's really made it a lot easier for us to have this program. I thank you very much. So thank you for your attention, and I hope you enjoyed the music. And back to the MCs for the last song. Thank you. Của ban tổ chức của tôi mong quý vị thông cảm và thứ lỗi. Xin chân thành cảm ơn. Bài cuối cùng của chương trình hôm nay, Hoàng Trọng được vinh dự là vua Tango, một thể điệu quy phái của nền âm nhạc Việt Nam. Nhưng không phải chỉ thành công với thể điệu này, mà nhạc sĩ Hoàng Trọng còn có những ca khúc viết về bằng tiểu điệu, thể điệu khác như Vals và Sodom, vân vân. Năm 1954 là năm đánh dấu khúc quanh cuộc đời của nhạc sĩ Hoàng Trọng, di cư vào Nam trong hoàn cảnh cuộc sống. Nhưng ông vẫn không ngừng hoạt động âm nhạc. Before I have my closing speech, I'd like to thank Go Kimi for all the hard work she put into coordinating this wonderful event for us to share. Bài có thể được gọi là tiêu biểu cho nhạc điệu Bassodo của Việt Nam. Tất cả anh chị em nghệ sĩ chiều nay sẽ lên sân khấu để cùng hát, được hát chung với quý vị để chấm dứt chương trình nhạc chiều nay trong nhạc vở Dựng Bước Ra Hò. Mời quý vị cùng hát với chúng tôi để chấm dứt chương trình hôm nay.